Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 15 tháng 6 năm 2021, kênh Nhà Nông Miền Tây xin được cập nhật giá mít Thái tại các tỉnh miền Tây để cho quý bà con mình tham khảo nha. Thì tình hình là giá vẫn đang chững lại ở mức thấp, giống như những ngày vừa qua đó quý bà con. Thì giá như thế nào, kênh Nhà Nông Miền Tây mình xin được cập nhật như vậy để cho quý bà con mình tham khảo. Trước tiên là giá mít ở Tiền Giang thì mít vẫn được phân loại là mít nhất, mít nhì, mít bi nha bà con. Rồi sau nữa là mít kem, mít chợ. Thì mít nhất là 10, mít nhì là 6, mít bi là 3. Rồi mít kem là 2, mít chợ là 1 ha. Thì tình hình chung là giá mít thấp cho nên ở đâu thì mít kem cũng 2, mít chợ cũng 1 hết đó bà con ơi. Tiếp theo sẽ là giá ở Đồng Tháp, An Giang nè, là 8.000, 5.000 và 2.000. Ở Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long là 8.000, 5.000 và 2.000. Ở Long An là 10.000, 6.000 và 2.000. Đó thì tình hình giá mít ngày hôm nay là như vậy. Quý bà con nào mà đã bán mít rồi, mình có cái giá thì quý bà con mình cũng vui lòng comment, bình luận ở bên dưới kênh Nhà Nông Miền Tây đó bà con, để cho kênh Nhà Nông Miền Tây có thêm một cái nguồn thông tin để nắm được cái giá thực tế tại vườn mà quý bà con mình đang bán ngày hôm nay nha. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi thêm nhiều nội dung khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.